ngày 19 tháng 6, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 và Phòng Cảnh sát Giao thông Đường thủy PC08B triệt phá một sòng bạc do Mai Đặng Chí Tài, sinh năm 1996, ngụ quận Bình Tân cầm đầu. Qua điều tra, trinh sát Công an quận Bình Tân phát hiện một sòng bạc có hàng chục con bạc tham gia bằng hình thức đá gà ăn tiền, hoạt động tại một bãi đất trống khi lối vào con đường nhỏ hẹp và được canh phòng cẩn thận, nằm cạnh Rạch Nước Lên ở phường An Lạc. Trước đó, vào chiều 17 tháng 6, trinh sát của ba đơn vị đã phối hợp chia làm hai hướng bằng đường bộ và đường thủy ập vào sòng bạc đúng vào thời điểm các con bạc tìm cách bỏ chạy tán loạn, thậm chí lao xuống kênh. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khống chế và bắt giữ 45 con bạc cùng các tang vật đưa về trụ sở để xử lý, tiếp tục mở rộng điều tra.